Chắc các bạn đánh tin nhanh 24 trên 7. Xem trước Suzuki CSX S1000T ADV 2024 lộ diện khi đang trong quá trình thử nghiệm. Suzuki CSX S1000T là cái mã tên khá là bí ẩn từng đã xuất hiện trong những tài liệu đăng ký vài năm trước. Nhiều người cho rằng đây là cái dòng là ADV cao cấp của hãng Suzuki sẽ được tung ra thị trường để cạnh tranh với cái mẫu là Kawasaki VC 1000. Hiện tin đồn này càng trở nên xác thực hơn khi xuất hiện nguyên mẫu thử nghiệm với cái phụ kiện đi kèm mang cái đặc thù cái dòng là ADV. Hãy cùng tôi tham khảo nhé. Ngay từ cái mùa hè năm 2021, truyền thông của châu Âu cũng đã báo cáo về cái biến thể là CX S1000T hoàn toàn mới mà Suzuki đã đăng ký chính thức vào thời điểm đó. Mặc dù cái mẫu Sport Touring CX S1000CS cũng đã từng ra mắt vào cái mùa thu năm 2021, nhưng biến thể T còn rất là bí ẩn. Trong clip lần này chúng ta thấy hai mẫu được ghi nhận vào hồi tháng 7 năm 2023. Hiện có thể là cái chiếc Suzuki CX S1000T 2024. Về cái mặt khái niệm, cái chiếc Suzuki CX S1000T 2024 rõ ràng là nhắm vào đối tượng là cái chiếc Kawasaki VC 1000 hoặc là Yamaha KC9. Nói về cái phần bánh xe, em ấy được trang bị cái dạng của bay in, đi cùng với lớp phía trước là 120-77, trong khi phía sau là 190-50-17. Phù hợp với khái niệm là crossover hoặc là SUV. Cái bằng chứng là chúng ta đang thấy nó còn được tiết lộ về bộ phận là bảo vệ cái tay và cái hình dáng mặt tổng thể nó cao một chút nếu so với cái chiếc CX S1000CT. Bên dưới cái kính chắn gió cao, chúng ta thấy được hai cái phần đèn flash nó được sắp xếp chồng lên nhau, tương tự như các dòng xe hiện có của hãng Suzuki. Cảm biến radar thì không thể nhìn thấy ở đây. Rõ ràng phần lớn cái công nghệ trang bị không thay đổi nhiều so với cái chiếc CX S1000CT, bao gồm các phần khung nhôm, bao gồm cái phần bánh xe, phanh cùng với chiều dài cơ sở dừng ở mức 1460m. Suzuki CX S1000T 2014 cũng dự kiến ứng dụng cho mình cái động cơ lập 4 xanh 1000cc làm mát bằng nước, hiện đã được ứng dụng cho gia đình CX S tuân thủ được cái tiêu chuẩn Euro 5, tạo ra cái công suất là 152 mã lực tại ngưỡng vòng tua máy là 11.000 vòng trên phút, đi cùng mang sức cực đại là 106 Nm, tại ngưỡng tua máy là 9.250 vòng trên phút. Vẫn còn phải xem có được điều chỉnh ở cái mức độ nào do cái tiêu chuẩn là Euro 5 cộng hoàn toàn mới hay không. Vẫn chưa xác nhận liệu những cái chiếc Suzuki được ghi nhận vào hồi trong tuần tháng 7 năm 2023 có chắc chắn là cái biến thể của chiếc ZX S1000T 2024 hay không, và liệu nó có được trưng bày và bán ra vào đầu năm 2024 hay không. Chị em ấy có vẻ ngoài rất giống như cái chiếc Suzuki ZX S1000CT 2022, nên mức giá dự kiến cũng sẽ gần ở nguyên bản là CT. Hiện tại thì cái chiếc Suzuki ZX S1000CT 2023 đang có mức giá bán thị trường châu Âu ra gì khoảng là 14.600 euro, đó ra tiền Việt đó tương đương là gần 373 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiếp nhớ like, subscribe.